Nằm ở độ cao 1.280 mét, những luống trẻ xanh mướt uốn lượn bên sườn đồi tại vùng đất thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đó là cánh đồng trẻ của doanh nghiệp tư nhân Châu Tứ. Ở đây, những ánh nắng vàng, những hạt sương đêm, những cơn gió và cả cái lạnh ở cao nguyên Châu Mộc này, tất cả hòa quyện vào nhau và tạo nên một hương vị đặc biệt khó phai cho sản phẩm trẻ mang thương hiệu Cảnh Châu xác định là một đơn vị nhỏ, lại đi sau rất nhiều so với các doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh trẻ ở Mộc Châu. Chính vì vậy, ngay từ ban đầu, doanh nghiệp đã xác định để có thể phát triển bền vững, cần phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình thông qua việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Trong đó, vấn đề bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và cũng là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị và tính cạnh tranh của đơn vị trên thị trường công ty đã tiến hành lựa chọn đặt tên cho doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trao đổi với chúng tôi về những kinh nghiệm thành công trong quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm trẻ, doanh nghiệp cho biết, đối với cây trẻ, để phát triển thành công phải dựa trên các yếu tố căn bản như giống tốt, điều kiện khí hậu phù hợp, thổ nhưỡng ưu đãi, công nghệ chế biến hiện đại, nhưng quan trọng hơn cả chính là yếu tố con người. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã coi trọng tất cả các yếu tố trên để xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng cơ bản là xây dựng tốt chất lượng sản phẩm. Chúng ta cùng nghe ông Nguyễn Cảnh Châu chia sẻ về tầm quan trọng của vấn đề xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Vấn đề này thì chúng tôi cũng nhìn thấy là vì căn bản về thị trường mỗi ngày một khó tính, cho nên là cái việc về thương hiệu ấy thì hết sức và quan trọng. Và để đảm bảo được và tồn tại được thì việc này thì doanh nghiệp cũng luôn đi đầu về cái ý thức về xây dựng thương hiệu và tất cả những cái chất lượng về sản phẩm của doanh nghiệp làm ra thì cũng được coi như qua quá trình nhà nước đã được kiểm định hàng hàng năm. Thì nói chung là với cái chất lượng sản phẩm từ trước đến giờ doanh nghiệp làm thì nói chung là xuất ra là được đều các khách hàng chấp nhận và đều an toàn về cái mảng vệ sinh thực phẩm. Cho nên doanh nghiệp quyết tâm là xây dựng cái thương hiệu mang tên trẻ cả châu với sự nỗ lực của ba lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân doanh nghiệp tư nhân châu tứ đang từng bước xây dựng thương hiệu chè trên cao nguyên mộc châu sản phẩm chè của doanh nghiệp đã tăng dần cả về sản lượng và giá trị hàng hóa bảo hộ sở hữu trí tuệ là bảo vệ tài sản vô hình của doanh nghiệp đúng vậy tài sản vô hình này ngày càng khẳng định vai trò là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị của doanh nghiệp và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường nên cho dù là doanh nghiệp nhỏ như doanh nghiệp châu tứ thì cũng cần phải có một chiến lược phát triển thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ đúng đắn ngay từ những bước khởi đầu. Doanh nghiệp có thể tiến hành từng bước quảng bá và phát triển thương hiệu của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một chiến lược phát triển phù hợp và hệ thống quản lý hữu hiệu về sở hữu trí tuệ sẽ giúp các doanh nghiệp có được sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao lại tiết kiệm chi phí và kịp thời ngăn chặn việc sao chép nhãn mát, làm nhái sản phẩm và đó cũng là những điều cần và có của nhiều doanh nghiệp ở tỉnh sơn la hiện nay